xin chào bà cô chú. Dạ ơi. Chào chú. Giỏi. Hôm nay mẹ mua đồ chơi cho con nè. À, mẹ mua đồ chơi cho hai chị em. Rồi, à, đồ chơi này là đồ chơi gì đó? Đồ chơi nấu ăn. À, hai chị em khui ra chơi nha. Rồi khui ra sắp lên nấu cho mẹ ăn với. Wow, cho hai sắp đi. Mình sắp theo ý mình cũng được. Không, mình phải sắp theo cái này á mẹ. À hả, sắp theo cái đó rồi. Rồi con sắp đi. Wow, thôi Phú có thích không? Có. Có. Dạ có, con nói dạ có. Nói dạ có. Giỏi. Nè, cái đó là cái bếp ga rồi để gì lên đó. Áo này rồi nè. Ơi. Cái bếp ga đâu rồi? Đó, chị Hai đang gắn đó. Yeah, chị Hai đang gắn cho con chơi. Bếp ga nè. Ờ, cho mẹ mượn cái đó, mẹ quay cho cô chú coi ngay cái miếng đó đó. Cái miếng nữa. Nhưng mà cái miếng này con đang coi hả? Rồi con quay đi. Con đang ghép đó. Đồ chơi nấu ăn gì đó gáp vô nghe cô chú. Và món đồ chơi này có giá 55.000. Ừ. Rồi gấp xong rồi Phú nấu ăn cho mẹ nghe. Dạ. Cái đũa, cho chị Hai cái đũa để chị Hai xíu. Rồi để lên đó làm sao con? Mèo là hai. Vậy là gắp xong rồi đó hả? Dạ. Wow, quay lên nha. Đây là cái dĩa đựng đồ ăn nè, cái nồi, cái muỗng, cái nĩa, cái dao, đôi đũa, à, cà rốt, bông cải, nhìn nó làm cũng đẹp quá ha cô chú. Wow, đẹp quá. Ừ, rồi Phú ngồi xuống đi. Phú ngồi xuống. Giỏi. Rồi bây giờ Phú nấu gì cho mẹ ăn đi. Không. Sao vậy? Con no rồi hả? Con ăn gì mà con no? Con ăn gì? Con ăn no rồi. Con ăn no rồi hả? Rồi con nấu món gì cho mẹ ăn đi. Con nấu cà rốt cho mẹ ăn đi. Nó chỉ muốn để vậy thôi đó. Rồi đút cho em ăn với Hai. Không. Ăn cà rốt không? Không. Sao không ăn gì hết vậy? Để đi ăn chị. Để con đi. Để con đi mà đẹp. Mình quay đi ngoài chơi đi. Còn quả trứng nữa nè. Cô chú. Dạ cô chú. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Coi Phú chơi. Con Phú chơi. Nấu ăn nè. Nấu ăn nè. Giỏi quá. Con thấy cái này có chút xíu mà sao sao mất quá. Ừ, có chút xíu vậy mà năm mấy.
À, mình chơi chung với cái bộ đồ chơi nấu ăn của mình được không? Ví dụ như có cái nào mà cái đó chưa có đó, ví dụ như gỗ nè, rồi chanh nè. Thiếu tôm, cá, thiếu tùm lum hết trơn. Rồi tấm khóp nữa. Tấm khóp nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đó là bông cải. Còn nhiều là có hết trơn luôn. Rồi cái này là cái gì? Cái này là quả con gà. Cái này là mặt nước để nước rửa tay, rửa gheo. Rửa tay đây, giỏi quá. Giỏi quá. Rồi Phú nấu món trứng cho mẹ ăn đi. Đi. Chứ mà con được, chứ mà ăn no rồi. Con ăn no rồi nhưng mà chị mẹ chưa có no. Ý nó không cho mình chơi chung nữa. Vậy hả? Sao kỳ vậy? Vậy mà làm trước chơi chung rồi chơi đi nha. Đừng nữa. Này là gì? Cái bên đó mất. Bông cải xanh. Bông cải xanh có bông cải gió. Đúng rồi, cà gót nữa. Nè, hello cô chú, xin chào cô chú đi con. Dạ, cô chú. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Coi Phú nè. Phú nè. Phú giỏi lắm. Giỏi. Phú mấy tuổi? Con 3 tuổi. Tuổi con gì? Tuổi con gì? Con dê. Con dê. Dê ăn gì? Ủa, con trâu lộn, con trâu. Trâu ăn gì? Con trâu nè. Con trâu ăn gì? Con trâu ăn cỏ xanh. Ăn cỏ xanh rồi ăn gì nữa? Ăn cà gót. Ăn cà gót rồi gì nữa? Rồi uống gì? Không biết. Trâu uống gì? Không biết. Rồi con uống gì? Phú uống gì? Con uống nước. Uống nước rồi uống cái gì nữa? Uống nước rồi uống cái gì nữa? Uống ở ngoài đây. Uống sữa. Uống sữa. Giỏi quá. Kêu chị Hai ơi. Chị Hai. Chơi với em. Chơi với em. Con nào có chơi chung đâu. Cái kìa. Chị Hai chơi gì đó? Kì chị Hai để kìa. Chị cho chị Hai chơi chung với. Chị Hai để cho con. Và cho chị Hai nấu ăn nha. Không chị, đang để mà. Không chị thì để đi em để. Để cho em đi rồi à hả? Nó không có cho con chơi. Rồi em cho chơi rồi. Rồi đẹp quá. Wow, đẹp quá ha Phước. Nhìn nè, đẹp không? Đẹp. Dạ yeah, đẹp. Dạ yeah, đẹp. Trời. Con da nè. Con da bị. Còn đây là cái gì? Là nồi. Là đồ chơi nấu ăn. Để nấu ăn. Rồi. Con chơi đi rồi, con chơi đi. Rồi con bye bye cô chú. Bye cô chú. Con bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Cô chú ơi. Cô chú ơi. Nhớ bấm like. Ra bấm like. Cho con nghe. Cho con nghe.
Bye bye cô chú. Bye bye chú cháu. Dạ quá.